Chào mọi người, tôi là con gái của sự biết ơn, Thanh Kiều. Tôi nghĩ rằng là điểm tương đồng mà khiến quá trình biến đổi của mỗi chúng ta được đem ví von với hình ảnh biến đổi của loài bướm là bởi vì cả hai quá trình này đều được cho là mang lại những kết quả tốt đẹp và có rất nhiều sự đau đớn. Khi mà tôi nhìn vào một cái kén thì nó rất là tĩnh lặng, nhưng thực ra bên trong chú nhộng đang phải trải qua những quá trình biến đổi rất lớn. Chúng ta cũng như thế, cho dù sự biến đổi không làm ta tơi tả tới ngoại hình, nhưng mà hàng ngày, hàng đêm chúng ta phải đối mặt với những trở ngại và những khó khăn. Bởi vì biến đổi không phải là một khoảnh khắc mà là một quá trình. Nhưng mà tôi lại muốn khai thác ở sự khác biệt giữa hai sự biến đổi này. Ở sự biến đổi của nhộng, trong suốt quãng đời mình, nhộng chỉ cần biến đổi một lần để trở thành bướm, trong khi chúng ta phải trải qua nhiều lần như thế. Bởi vì sao? Bởi vì đồng ý chúng ta có thể trở thành phiên bản tốt nhất của mình, nhưng mà là phiên bản tốt nhất của mình ở thời điểm hiện tại. Nên nếu chúng ta đặt điều đó vào một dòng chảy không ngừng nghỉ của thời gian thì chúng ta không thể nào dừng việc phát triển bản thân lại được. Thế nên hoặc ta phải có những sự biến đổi, những sự chuyển đổi tích cực nhỏ bé hàng ngày, hoặc chúng ta phải bước vào một cuộc lột xác, một cuộc biến đổi lớn. Giống như tôi, dù chỉ là một cô bé mới 20 mấy tuổi đầu thôi, nhưng mà tôi cũng đã trải qua những lần biến đổi. Và sau những lần ngồi ngẫm lại, sau những cái thì cũng đã ngộ ra được vài điều. Và những điều này tôi tin rằng nó có thể giúp tôi có thể đương đầu nhanh hơn và tận dụng tốt hơn cái quá trình biến đổi đó. Thế nên trong phần 8 phút này, tôi muốn tôi cùng các bạn cùng nhau đi tìm đáp án cho một câu hỏi, đó là làm sao để biến đổi hiệu quả hơn. Chiếc mê cung đầu tiên, đó là mê cung của khát vọng. Đây là một vấn đề rất thường gặp của tôi, đó là tôi có quá nhiều khát vọng. Những người yêu thương tôi thì tặng cho tôi những mỹ từ như là đa tài, hoàn hảo. Nhưng những người muốn tổn thương tôi thì lại dành cho tôi những mỹ từ như là ham hố, vô định. Nhưng tôi biết có một vài người bạn của mình gặp trường hợp ngược lại, đó là họ không có một khát vọng nào, hay nói chính xác hơn là họ không có một điều gì đó mà muốn đam mê, muốn dốc hết sức để đạt được. Chiếc mê cung thứ hai, đó là mê cung của sự nghi ngờ. Sau đó thì nhìn một vòng xung quanh mình không quá khó để tôi thấy một vài người mà họ như là Van Gogh đại tài, với khả năng thiên phú là phát thảo ra những tác phẩm, phát thảo ra những bức họa rất u ám về những cái sự lựa chọn cho cuộc đời tôi. Tôi nghĩ là mình cũng không phải là một người quá tệ trong việc phớt lờ những điều đó, nhưng mà tôi cũng là con người mà. Với lại tôi là một người rất là nhạy cảm, nên đôi khi tôi chọn thưởng thức những tác phẩm đó cộng với một ly trà mang tên tiêu cực luôn sẵn sàng phục vụ tôi bất cứ lúc nào. Một vị cảnh u ám cộng một ly trà tiêu cực nghe là biết không tốt rồi đó, nhưng mà nó lại cực kỳ hấp dẫn và dễ gây nghiện với bất kỳ ai. Chúng ta đi tham quan hai chiếc mê cung. Chiếc mê cung thứ ba, đó là chiếc mê cung của động lực. Một chú nhộng cần rất nhiều năng lượng để có thể trở thành bướm, thì quá trình biến đổi của chúng ta cũng như thế. Chúng ta cần những năng lượng về phương diện vật lý và cũng cần những năng lượng về phương diện tinh thần. Đó chính là động lực. Một câu nói của bố mẹ, một câu chuyện của bạn bè, một bài nói, một chương sách hay là một câu quote thôi, nó có thể cho tôi một động lực rất lớn để bắt tay vào viết kế hoạch, bắt tay vào làm việc hồ hởi trong 2 ngày. Có nghĩa là động lực đó không đủ để mà chúng ta có thể hoàn thành hết cả quá trình. Tôi nghĩ rằng là đây không phải là vấn đề của riêng tôi, mà có thể nói là vấn đề của cả thế hệ Z, những bạn trẻ của chúng ta. Những người cái gì cũng có chỉ trừ sức khỏe và động lực. Mặc dù chúng ta cũng rất trẻ. Chúng ta đã nói qua 3 chiếc mê cung: khát vọng, nghi ngờ và động lực. Nghe xong thì cảm thấy mệt mỏi nhỉ? Có quá nhiều điều thì chúng ta rất là nan giải, không biết giải quyết như thế nào. Thật ra thì kiểu không chắc là mình đã giải quyết tốt hết được, nhưng mà qua một quá trình, qua những lần mà bị lạc trong đó thì cũng tìm hiểu sơ sơ về những cái hướng đi, những cái phương tiện để thoát khỏi đó. Nên là kiểu muốn chia sẻ với các bạn, ở chiếc mê cung đầu tiên, đó là mê cung của khát vọng, thì kiểu nhận ra rằng là mỗi khi mà mình bị thiếu khát vọng, mỗi khi mình không xác định được khát vọng của mình là gì, đó là khi mình thiếu tỉnh. Ở đây là bình tĩnh và tĩnh lặng. Thế tại sao tĩnh lại là mấu chốt của vấn đề ở đây? Các bạn cùng mình tham gia một ví dụ nhé. Bây giờ tưởng tượng người ngồi kế bên các bạn là một người bạn thân nhất hồi cấp 2, nhưng mà đã 10 năm rồi không gặp nhau. Thì bây giờ hãy quay sang người bạn đó và nói về 10 năm qua của bạn trong 15 giây. Xin nhấn mạnh là cả hai cùng nói thành lời. Sẵn sàng chưa? Nhưng trước khi bắt đầu, tôi kiều bày thêm một xíu là nơi hai bạn gặp nhau sẽ là ở đây. Một ngã tư vào đúng giờ cao điểm. Rồi, chuẩn bị, bắt đầu.
bây giờ vẫn giữ kịch bản như thế, vẫn giữ tình huống như thế, nhưng đổi một chút về khung cảnh. Các bạn sẽ gặp nhau ở đây, ở một quán cà phê hồi 6:30 sáng. Không khí cực kỳ tĩnh lặng. Hai bạn là hai người đến sớm nhất quán. Có mây trắng, có nắng vàng. Mặt hồ thì cực kỳ yên tĩnh. Bây giờ các bạn không cần nói, không cần nói, mà hãy thả lỏng cơ thể ra. Mắt dịu dàng nhìn vào mặt hồ. Và trong 15 giây, hãy suy nghĩ về 10 năm qua của bạn. Vâng, xin cảm ơn mọi người ạ. Cảm ơn mọi người đã hợp tác. Và từ ví dụ vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng là yếu tố bên ngoài và những không gian sẽ ảnh hưởng đến nào, ảnh hưởng như thế nào đến cách mà chúng ta vận hành những lời nói, vận hành tâm trí. Và thật ra thì cách tâm trí của chúng ta vận hành ở phía trong cũng thế. Ví dụ như tôi, nếu mà tôi không thể loại bỏ được những suy nghĩ rối ren lại với nhau, thì tôi sẽ không thể nào dẫn dắt để mà nghe được câu trả lời cho những vấn đề phức tạp đôi khi đã có sẵn trong mình rồi. Và chúng ta nghe rất nhiều về một phương pháp để mà có thể giúp tĩnh lặng để lắng nghe được câu trả lời của mình, đó là thiền định. Hiệu quả của phương pháp này thì không cần bàn cãi nữa rồi, nhưng tôi muốn giới thiệu một phương pháp khác có tên là tự vấn. Nghĩa là bạn sẽ trở thành người bạn thân thiết nhất của mình để cùng nhau hỏi, để cùng nhau trò chuyện, để cùng nhau phản biện, để tìm ra những đáp án cho những cái vấn đề rất nan giải mà chính các bạn đang gặp, giống như là việc phân biệt giữa công việc và sở thích, kiên định và cố chấp, cần thiết và ham muốn, hay ngu ngốc và liều lĩnh. Và chỉ khi các bạn tỉnh lại, các bạn lắng nghe những lối suy nghĩ của mình, thì các bạn mới thấy được những câu trả lời, mới thấy được những đường biên giới mà đôi khi nó đã có sẵn trong bạn rồi. Thế nên tỉnh và tự vấn, đó chính là cách mà tôi có thể chọn hướng đi và phương tiện để thoát khỏi mê cung của khát vọng. Chiếc mê cung thứ hai, đó là mê cung của nghi ngờ. Thực ra thì tôi thấy là chiếc mê cung này nó rất là hấp dẫn, nhưng mà cách thoát khỏi nó thì cũng không phải là quá khó. Tôi nhận ra rằng những điểm chung của những lần mà tôi cảm thấy nghi ngờ bản thân, đó là tôi làm một việc mà không trong tầm mà tôi có thể nhìn nhận, đánh giá chính xác được. Thật ra thì việc này cũng dễ hiểu. Nếu tôi cứ làm đi làm lại một điều mà tôi đã làm rất là nhiều lần rồi, và trong một môi trường rất quen thuộc, thì đương nhiên sẽ làm nó với cách rất là thoải mái. Nhưng nếu tôi muốn chơi game ở một level cao hơn, muốn thử thách bản thân, thì đương nhiên trong cái thử thách mới này sẽ có môi trường mới, quy định mới, tiêu chuẩn mới, luật chơi mới và người chơi mới. Nên đương nhiên là tôi không thể nào đánh giá được bản thân mình có phù hợp với đó hay không. Và đó chính là điều cốt lõi nhất hình thành sự nghi ngờ. Vậy thì khi mà mình thiếu tầm, tầm ở đây là tầm nhìn, thì sẽ khiến cho bản thân hình thành sự nghi ngờ. Giống như tôi lo lắng về sân khấu này. Giống như anh tôi đang lo lắng về việc phải đi học với những con người rất xuất chúng. Giống như em tôi đang lo lắng về việc phải gửi đơn để mà đăng ký tham gia The Voice. Thế thì cách giải quyết thế nào? Cách giải quyết của tôi là ngồi dậy, lên ý tưởng, nghĩ, nghĩ và nghĩ, viết và luyện tập cho sân khấu này. Cách giải quyết của anh tôi đó là xách ba lô lên và đi học, và cuối cùng nhận ra là đấy cũng chẳng thua kém ai trong lớp. Và cách giải quyết của em tôi là nộp đơn đăng ký. Bởi vì cách giải quyết của chúng tôi đó là dấn thân, đó là sợ, nhưng vẫn làm. Đồng ý rằng là các bạn có thể tìm hiểu thông tin, tích cóp thông tin rồi phân tích. Nhưng nếu cái sự nghi ngờ này đã kéo chân bạn quá lâu, nó đã khiến bạn tốn quá nhiều thời gian ở đó, thì chỉ khi dấn thân, chỉ khi các bạn nhảy đúng vào đó, thì các bạn mới hiểu được rằng mình có phù hợp với điều đó hay không. Thưa các bạn, ở trong thế giới 7 tỷ người này, có một số nghệ sĩ luôn suýt soi về tỷ lệ chuẩn xác của tượng David, thì cũng có những sinh viên như chúng ta luôn rất háo hức nói về tảng đá rất mộc mạc cách 4 chữ đọc Cần Thơ. Có những người cúi đầu trước sự uy nga của từng nữ thần tự do, thì cũng có người đổ gục trước vẻ đáng yêu của một khối tượng thạch cao nhỏ bé mà đứa em mình cặm cụi tô màu. Thế nên chỉ có chính ta mới biết được rằng mình muốn trở thành người như thế nào, muốn gọt giũa mình thành người như thế nào mà thôi. Và trong quá trình thay đổi cũng thế, chỉ khi bạn dám dấn thân, bạn mới biết được rằng mình đang thiếu gì và cần gì. Thế nên tầm nhìn và dấn thân cũng là hướng đi và cách thức để mà tôi thoát khỏi mê cung của sự nghi ngờ. Vậy mê cung thứ ba, mê cung của động lực. Thế thì nếu tôi thiếu động lực, đó là tôi đang thiếu gì và cần làm gì? Đây là một câu hỏi khiến tôi cực kỳ nhức đầu. Tôi đã đi xem lại những cái vấn đề của mình, quan sát những vấn đề của người khác, đọc những nghiên cứu, và tôi nhận ra rằng là khi mà mình có thêm một thông tin thì câu trả lời lại càng mờ đi một xíu, và gần như tôi bế tắc trong việc tìm ra điểm mấu chốt cho vấn đề này. Nhưng khi cảm xúc của lý trí ngậm ngùi thì tư duy của con tim lên tiếng.
Và ngay thời khắc trỗi dậy của con tim đó, tôi mới nhận ra một điều là động lực nó không nằm ở đây mà là nằm ở đây. Có nghĩa là khi tôi thiếu động lực là tôi đang thiếu một sự tâm. Tâm ở đây bao gồm cả tâm huyết và thiện tâm. Nghĩa là hãy làm một điều với những sự đam mê, với những điều mà mong muốn và mong muốn những điều tốt đẹp. Một bài nói truyền động lực, nghĩ về những vấn đề khó khăn hay nghĩ về những khát vọng, nó là những phương pháp bơm thêm động lực ngắn hạn và nó sẽ biến mất nếu mà nó không kích hoạt được sự đam mê thực sự trong chúng ta. Thế nên tôi chọn theo đuổi những điều mà mình đam mê, tôi chọn theo đuổi những điều mà mang lại giá trị, và đó, và chính sự theo đuổi dài hạn đó cho tôi một động lực. Khi mà nhắc đến động lực thì tôi lại nhớ đến câu chuyện của bé Lọ Lem. Chỉ là gần đây nhất khi mà tôi đọc lại nó thì tôi mới phát hiện ra một điều, tôi mới đặt một cái câu hỏi là động lực từ đâu? Động lực từ đâu mà nàng có thể vượt qua cả hai giai đoạn? Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn trong suốt mười mấy năm nàng sống trong cảnh không ai yêu thương, tương lai thì mù mịt, và giai đoạn thứ hai khi bước vào sự biến đổi để trở thành mẫu nghi của thiên hạ. Và tôi nhận ra rằng nó cũng xuất phát từ cái tâm các bạn ạ. Và tôi mong là các bạn hãy có một cái tâm huyết như thế cho cuộc sống và cho chính mình. Khi mà không có ai bên cạnh, khi mà cảm thấy mọi thứ rất là tối tăm rồi, thì hãy dành tình yêu thương cho những điều nhỏ bé hiện hữu trong cuộc sống của chúng ta, thay vì chọn cách vứt bỏ đi nó. Giống như nàng Lọ Lem, tập yêu thương những điều nhỏ bé hàng ngày, như là một bầu trời xanh ngát, một bông hoa nở rộ hay một chú chuột ở nhà thôi. Và khi mà bạn bắt đầu biến đổi, bắt đầu vào sự biến đổi lớn, thì hãy đặt niềm tin vào bản thân, đặt niềm tin vào những điều mà bạn có thể tạo ra giá trị. Hãy dành sự tâm huyết cho những điều đó. Thế thì khi thiếu tâm thì chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta hãy trở thành một cô bé Lọ Lem nếu mà chờ bà Tiên xuất hiện hay sao? Không. Câu trả lời cũng nằm ngay chính câu chuyện đó. Nhưng mà ở đầu bài, đó là một lời dặn mà mẹ nàng đã dạy nàng trước khi mất. Cinderella, you must always remember, have courage and be kind. Thế thì tại sao lại là dũng cảm và tử tế? Bởi vì dũng cảm đó chính là điều cốt lõi nhất khiến bạn dám mạnh mẽ bước theo những sự lựa chọn của mình. Và sau này khi nhìn lại đó là sự lựa chọn đúng hay chưa đúng, thì bạn đã làm với sự tử tế, bạn đã làm với một trái tim thiện lành, thì bạn hoàn toàn có thể tự hào về sự lựa chọn của mình. Giống như tôi, ví dụ một ngày mà tôi viết một bài viết nào đó và sáng thức dậy thì thấy đạt 1.000 lượt share, ôi vui vậy. Nhưng mà ví dụ là động lực đó giúp tôi viết thêm một bài nữa và chẳng ai share thì sao? 1.000 lượt share lần trước thì nó sẽ kéo dài được bao nhiêu ngày? Nhưng mà trong suốt mấy năm qua tôi chưa bao giờ chán việc đi chia sẻ những thông điệp cho người khác, cho dù là khiến cho một vài người, một người hay chỉ bản thân tôi tốt hơn cũng được, bởi vì tôi tin và muốn rằng những thông điệp, những ý tưởng tốt đẹp mới là cái nên được lan tỏa thay vì là công kích hay bạo lực. Thế thì chung quy lại, chúng ta đặt ra một câu hỏi là cuối cùng thì tự vấn, dấn thân hay dũng cảm tử tế mới là câu trả lời cho câu hỏi lớn mà chúng ta đặt ra trong bài, làm sao để biến đổi hiệu quả hơn. Tôi nghĩ là cả ba điều đó đều sẽ mang lại những hiệu quả. Nhưng vẫn còn một vấn đề, vẫn còn một điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta đã nói về những chiếc mê cung, những hướng đi thoát khỏi và những cách mà chúng ta thoát khỏi đó. Nhưng mà chúng ta lại quên một điều, trước khi chúng ta xác định hướng đi, trước khi chúng ta xác định phương tiện để thoát khỏi cho chính mình, thì chúng ta cần phải biết tự đọc bản đồ trước đã. Và thực ra thì từ một người mà phải luôn nghe những cái câu chuyện, luôn nghe những hướng, những sự chỉ dẫn, luôn nghe những lời dạy của ba mẹ hay những thông tin từ những phương tiện truyền thông, mà để trở thành một người có thể dũng cảm, có thể đủ lý trí mà lắng nghe sự lựa chọn của mình và đi theo nó, thì cũng không phải là một điều đơn giản. Đó cũng là một sự biến đổi. Và tôi thấy rằng là tôi đã trải qua những sự biến đổi, nhưng sự biến đổi mang lại hiệu quả lớn nhất đó là sự biến đổi để trở nên độc lập trong tư duy. Tôi từ một người gặp rất nhiều vấn đề trong việc khó khăn, trong những khó khăn liên quan tới khát vọng, liên quan tới nghi ngờ, liên quan tới động lực, thì trở thành một người dám nghĩ, dám làm, bản lĩnh hơn rất nhiều. Và đây là những điều mà các bạn sẽ nhận được khi bạn có được sự độc lập về tư duy. Đó là các bạn sẽ cảm thấy là không ai, các bạn sẽ không bao giờ trách ai đang dắt mũi hay là đang thao túng bạn, bởi vì các bạn hiểu rằng đó chỉ là quan điểm của họ. Bạn chỉ chọn tin khi mà bạn đã xác định, khi mà bạn đã đối chiếu và khi mà bạn đã suy nghĩ lại, so sánh lại với thế giới quan của mình. Từ đó các bạn hiểu rằng là lắng nghe không phải là một quy trình để nhìn nhận, phán xét rồi áp đặt lẫn nhau, mà lắng nghe là một quy trình mở lòng, rồi mở lòng, đồng cảm và sau đó là cùng nhau tìm hướng giải quyết. Và từ đó các bạn sẽ trân trọng những lời dạy, trân trọng những
lời khuyên trân trọng của ý kiến người khác hơn, bởi vì các bạn xem đó là một sự tham khảo để giúp cho bạn có thể tìm được đáp án tốt nhất, chứ chưa bao giờ là một cái áp đặt về tư tưởng cả. Những lời răn dạy của ba mẹ không phải nói ra để mà biến bạn thành một con rối, mà là bởi vì họ luôn mong bạn sống thật hạnh phúc. Những lời khuyên của bạn bè không phải nói ra để mà dạy đời bạn, mà là bởi vì đó là cánh tay để mà họ muốn giúp bạn kéo ra khỏi những khó khăn. Và những lời từ những thông điệp từ những người hay nói hay viết hay nghĩ, nó không phải là bởi vì họ muốn gieo rắc những chân lý, mà bởi vì họ muốn gửi gắm những thiện ý. Sau tất cả, bạn vẫn là người quyết định cuối cùng. Và cũng chính vì điều đó, khi bước vào một sự biến đổi, cho dù có bao nhiêu ý kiến lôi kéo thì bạn vẫn ung dung tự vấn để đưa ra sự lựa chọn của mình. Cho dù có bao nhiêu nghi ngờ bủa vây thì bạn vẫn tự tin để mà dấn thân, để mà xác thực sự lựa chọn của mình. Và cho dù có bao nhiêu khó khăn ập đến, bạn vẫn giữ sự dũng cảm để theo đuổi những điều mà mình tin sẽ mang lại là giá trị. Và trong vài giây nữa thôi, tôi sẽ kết thúc bài nói được đúc kết từ những sự biến đổi của tôi, để chúng ta cùng tiếp tục, cùng bắt đầu những sự biến đổi của tôi, những sự biến đổi của bạn, những sự biến đổi của chúng ta. Và nếu bạn muốn tìm một sự biến đổi có thể tạo nên những sự biến đổi cho những sự biến đổi, thì câu trả lời của tôi đó là hãy bắt đầu với sự biến đổi để độc lập trong tư duy. Xin cảm ơn.